Video này được mang đến cho bạn bởi content phúc lộc và giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập. Video recap này sẽ bám sát nhất với manga để tránh dài dòng lan man. Thế nên là để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất thì hãy xem phim, đọc truyện và tự cảm nhận. Hoặc là hồi bé bạn xem rồi đọc rồi thì bây giờ xem lại bằng cái này. Nối tiếp dòng sự kiện của One Piece Live Action, Luffy và các homie quyết định sẽ dừng chân tại Lock Town, thị trấn của khởi đầu và kết thúc, nơi đã hành quyết vua hải tặc Gold Roger để chuẩn bị cho hành trình tiến vào Grand Lock Town. Hiện tại đang nằm trong vòng kiểm soát của đại tá hải quân Smoker, tổ trưởng đội bát hương, tại vì luôn có hai nén nhang cỡ đại ở mồm. Giang hồ thường gọi hắn là thợ săn trắng. Từ lúc gã này đến án ngữ thị trấn cửa ngõ thì số lượng hải tặc vào tù đông hẳn, đúng hơn là chẳng kẻ nào lọt qua. Trở lại với tình hình của đám lù và đồng đội, sau khi cập cảng tại Lock Town, cả bọn quyết định tản ra để làm việc riêng. Nami chiều anh em bằng những bộ đồ nóng bỏng, Sanji chiều mình bằng những cô nàng nóng bỏng, còn Usopp thì đến một cửa tiệm nóng bỏng. Đồ chơi tình yêu ấy. Trong khi đó ở vị trí của Zoro, sau khi vay nóng Nami 100.000 belly, đầu tảo tự tin đến một tiệm vũ khí để nạp đồ. Ban đầu thì chủ tiệm cũng niềm nở, cho đến khi biết khứa này muốn mua cặp kiếm giá rẻ thì thái độ chuyển biến thấy rõ. Cho đến khi ông ta ngó được cây kiếm của Zoro thì thái độ lại quay ngoắt hẳn, với giọng điệu như bị nhét cục tạ vào mồm. Ông ta xin được ngắm cây kiếm đó, chỉ mới ngó qua lưỡi kiếm, ông ta đã mê chữ E vô cực với bảo bối của Zoro, nên đã ngả giá liên tục hòng mua cho bằng được. Lần lượt những mức giá được đưa ra nhưng mà Zoro nhất quyết không là không. Lúc đó, một cô kiếm sĩ bước vào với những lời khiến ông chủ tái dần đều. Thanh kiếm này chính là Hòa Đạo Nhất Văn Tự, một trong 21 thành đại bảo kiếm, giá không dưới 2 rách belly. Mó cay, đếch để đâu chứ hết cay, toàn mẹ mất kế hoạch làm ăn. Ông chủ trả lại thanh thời vũ cho cô kiếm sĩ, rồi đuổi cả hai ta chỗ kiếm đại hạ giá lựa chọn nhanh để ông đốt vía. Đây không phải lần đầu Zoro gặp cô kiếm sĩ. Trước đó khi đang bức xúc về việc giá kiếm lạm phát thì chàng đầu tảo đã bắt gặp cô gái bị hai anh trai hành nghề cướp biển hỏi thăm, đòi xin link full HD. Nhưng mà cô là người nói không với bán quạt, lập tức chúng lao lên trích tay trần. Máu dê thì có nhưng mà trình thì không, bị cô ả cho hai đường kiếm nằm dưới rụi. Chuyện thì đã chẳng có gì để nói, nếu mà giao diện cô này y hệt Kuina, khiến Zoro một phen thắc mắc nhân sinh. Comeback với thực tại, cô kiếm sĩ đã chia sẻ với Zoro về ước mơ của mình. Cô muốn giải cứu toàn bộ danh kiếm trên thế giới khỏi bè lũ hải tặc. Thế cô có muốn giải cứu thanh kiếm của tôi khỏi sự cô đơn không? Lúc nói chuyện thì một sức hút cực mạnh đã níu lấy tay Zoro. Sau khi check wiki thanh kiếm thì cô kiếm sĩ đã tìm ra nguồn gốc của nó. Đây chính là thanh Tam Đại Quỷ Triệt, thuộc 50 thanh bảo kiếm, giá cũng cỡ trên dưới 1 triệu belly. Hà cớ làm sao mà ông chủ bỏ một món hời tại chỗ kiếm rẻ như vậy? Thực chất là ông ta rất sợ thanh kiếm này. Theo những gì biết được thì ba thanh thuộc dòng quỷ triệt đều là nguyên kiếm, bất cứ kẻ nào dùng nó đều nhận cái kết đắng. Mặc cho việc đó, Zoro vẫn cực chim ưng con hàng này, vì yêu cứ đâm đầu, thay vì sợ hãi thì đầu tảo thử xem là mình với nó ai gớm hơn, nói là xúc luôn. Sự điên của Zoro đã tạo ra một trong những cảnh phim huyền thoại của One Piece. Lưỡi kiếm tung lên, lướt qua tay đầu tảo rồi đâm phập cái xuống sàn. Tam Đại Quỷ Triệt đã chính thức thuộc về đội của Zoro. Lần đầu chứng kiến một tay kiếm sĩ trẻ mà cứng đến thế, ông chủ đã mang ra báu vật gia truyền của mình, thanh Tuyết Tẩu, đồng hạng với Tam Đại Quỷ Triệt. Đảm bảo là bao sắc, bao ngon, bao mượt. Thôi thì ông chủ có lòng thì Zoro cũng có dạ. Với sự bổ sung của Tuyết Tẩu và Tam Đại Quỷ Triệt thì Zoro đã có đủ tam kiếm mà không tối một xu. Sau khi rời khỏi cửa hàng, cô kiếm sĩ đã trở lại cơ quan của mình. Lúc này ta mới biết được thân phận thật của cô ả. Tên cô là Tashigi, cánh tay phải của Smoker. Ngay khi thấy thuộc hạ trở về, Smoker lệnh cho hàng ngũ sẵn sàng lên đồ, khẩn trương bày binh bố trận ở khu vực đài hành quyết, tại vì lúc đó đang có biến căng diễn ra. Trở lại vài phút trước thì Luffy trong lúc đang tận hưởng quang cảnh lần cuối mà vua hải tặc được nhìn thì cậu bị một quý cô vừa trắng vừa tròn đến phạt vạ. Nếu mà chữ G là miêu tả cho kẻ bỏ rơi phụ nữ thì Luffy làm gì có chữ G nào, nên là chắc là cô kia nhầm. Mặc lời bạo chữa của lù, cô ta vẫn nhất bắt cậu phải chịu trách nhiệm bởi cú đấm yêu thương mà cậu đã từng trao. Cô ta chính là Avida. Vâng, không nhầm đâu. Theo lời cô ta kể thì sau khi ăn trái Sube Sube no Mi thì cô đã có được nhan sắc như hiện tại. Không chỉ có Avida là đối cũ của Luffy xuất hiện, ngay sau đó lại còn có chúa hề Buggy. Hai kẻ này đã bắt tay nhau hợp tác, tất cả vì cái đầu của lù. Chưa kịp phản ứng với tình hình, mũ rơm đã bị Kabaji, lính của Buggy, khống chế. Đúng với kế hoạch của mình, ngày hôm nay tên hề sẽ tổ chức một buổi hành quyết hoành tráng với tâm điểm là cái đầu của mũ rơm. Ở một diễn biến khác, các thành viên trong băng mũ rơm đã tụ họp. Ngay khi biết thằng thuyền trưởng của chúng mình là tâm điểm trong buổi hành quyết công khai thì Zoro cùng Sanji sẽ giải cứu cho lù, còn Nami và Usopp sẽ đến lấy tàu. Trước đó thì cô nàng hoa tiêu đã cảm được rằng là sẽ có bão to đổ ập lên đảo, hơn nữa chắc chắn hải quân đã biết và nhắm đến con tàu, thế nên là phải khẩn trương trước khi mọi thứ tệ hơn. Trở lại với tình hình buổi hành quyết thì Buggy cho phép Luffy nói nhanh lời sau cùng. Vẫn hết nội công trong cổ họng, Luffy tuyên bố là áo của chùm cuối là đẹp nhất, vừa đẹp vừa mịn, đang có rất nhiều khuyến mại, anh em mại rô. Đùa đấy, thực ra là Luffy tuyên bố là hãy tham gia phim này hay phết, ở đây cái gì về phim ảnh cũng có. Thôi nhé. Luffy khẳng định là mình sẽ trở thành Hokage của biển cả.
Câu nói như một tiếng nổ khiến tất cả mọi người tưởng cậu tên là Quảng. Đúng lúc đó cặp đôi đầu tảo và lông mày xoắn đến, cả hai tả xung hữu đột phá cái đài hành quyết, nhưng mà không kịp, khoảnh khắc Buggy chém xuống, Luffy đã cười, một nụ cười giống với Roger, nụ cười mà Smoker từng được chứng kiến thuở nhỏ, và đùm, một tia sét giáng xuống đài hành hình khiến nó bùng cháy rồi đổ sập. Luffy thoát án tử trong gang tấc, lập tức lưu hội họp với hai đồng chí khẩn trương rời khỏi đây để lên tàu. Nhưng mà đâu có dễ đến thế, Smoker cho triển khai lực lượng nhất định phải tóm hết đám hải tặc đang ở đây. Nhân lúc hỗn loạn, bộ ba chuồn mạnh luôn tránh phải đối đầu không cần thiết. Sau khi tóm được cả băng Buggy và Avida, thợ săn trắng lập tức lên hàng đi săn cái đầu ba mấy củ. Trong khi đó thì đám Luffy đã bị chặn đường bởi nữ hải quân Tasigi. Zoro lao lên xin kèo này để hai người kia chạy trước. Trận này thì chỉ va kiếm ở đoạn đầu với chiến thắng thuộc về Zoro. Phần sau thì lại va mõm bởi vì sự giống nhau đến bất chấp của Tasigi và Kuina khiến Zoro thấy hơi căng thẳng nên là phải nói ra để xả. Cùng chung hoàn cảnh căng cực ở phía Sanji và Luffy khi mà cả hai phải đối diện với gã thợ săn trắng. Lu ở lại đối đầu solo với Smoker, còn Sanji thì nhanh chân trở về tàu, kịp thời giải quyết đám hải quân đang chặn đường đi của Going Merry. Trở lại với cuộc solo thì với năng lực của trái Moku Moku, Smoker có thể tạo ra và điều khiển khói với cơ thể vô vật lý. Điều này đã khiến Luffy spam đòn đến mấy thì cũng chả ăn thua. Thế trận một chiều là rõ, Smoker đè chặt Luffy xuống. Theo tính toán của tôi thì 99% Luffy vào nhà đá, còn 1% thoát thân là nhờ người đàn ông này. Sao ông giúp nó? Cười mẹ đi. Ngay sau đó là một cơn lốc cực mạnh xuất hiện, thổi văng tất cả đi. Nhờ đó mà băng mũ rơm thoát khỏi tay hải quân. Mỗi tuần là cơn lốc đưa tàu đi hơi xa. Quả này hơi căng đấy. Nhưng mà Lù tuyên bố là kèo này tao cân được. Cách cân của cô mũ rơm như nào thì mời anh em xem. Chứ tôi cũng níu trước trí khôn của ông nhõi này rồi. Chứng kiến những diễn biến đó, Smoker thắc mắc tại sao lại có kẻ ra tay giúp chúng. Đơn giản thôi, không có lý do gì ngăn cản được người đàn ông ra khơi cả. Nhờ trời độ và sự tương trợ kịp thời, băng mũ rơm thành công rời khỏi lốc thao để bắt đầu hành trình chinh phục đại hải trình. Giữa đêm mưa gió, từng thành viên trong băng đã nói ra ước mơ của đời mình. Những ước mơ sẽ theo chân họ chinh phục vùng biển vĩ đại của thế giới. Trong khi đó thì băng Buggy đã thoát khỏi đám hải quân, chúng nhất định sẽ kiếm và trả thù băng mũ rơm thêm lần nữa. Không chỉ có đám hải tặc đó, Smoker cùng Tashigi cũng lên tàu để đuổi theo đám mũ rơm, và đó là khởi đầu cho mối duyên nợ của họ. Nhưng mà chuyện đấy thì tính sau. Chuyện thực tại là cơn đau đầu với Nami. Sau khi xem xét kỹ hải đồ thì nữ hoa tiêu nhận ra là họ sẽ phải leo núi để vào đại hải trình. Về cơ bản thì từ mỗi đại dương trên thế giới sẽ có một dòng hải lưu chảy thẳng lên đỉnh của núi đảo nghịch, tụ lại ở đỉnh rồi đổ xuống đại hải trình. Vấn đề là núi đảo nghịch lại là đảo mùa đông, nên là khi mà dòng hải lưu gặp lục địa đất đỏ thì sẽ đổi chiều. Nếu mà họ lái tàu không khéo thì va chạm sẽ xảy ra và làm mồi cho cá. Sau đó không lâu thì con tàu đã đến Hồng Tuyến, con kênh dẫn lên núi đảo nghịch đã hiện hiện trước mắt. Tưởng kèo này không khó, nào ngờ khó không tưởng. Băng mũ rơm bị cuốn vào xoáy nước khiến con tàu di chuyển thẳng vào vách đá. Mọi thứ còn tệ hơn khi bánh lái tàu bị gãy. Thôi toang, toang thật rồi. Đấy là mọi người nghĩ thế chứ Luffy thì không. Mũ rơm lao lên với chiều khí cầu cao su, tạo một tấm đệm làm chuyển hướng Going Merry về đúng quỹ đạo. Con thuyền đã thoát nạn mà cứ thế băng băng leo dốc lên đỉnh. Băng mũ rơm chính thức bước vào mồ chôn hải tặc. Qua thử thách này thì biến cố nọ lại ập tới. Phía cuối con kênh xuất hiện một quả núi to tổ bự, nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì nó lại là mẹ bạn. Không phải đâu, nó là một con cá voi. Nhưng mà tầm này thì cá hai núi thì cũng như nhau, tông vào thì vẫn là niệm tập thể. Thêm một lần nữa, nhân tố thuyền trưởng lên tiếng bằng pha phanh bằng pháo, giảm thiệt hại con tàu xuống còn một cái đầu cừu, thoát chết ngay phút 90. Cả bọn thì khẩn trương chim cút trước khi bị phát hiện. Giữa lúc ban căng thì Luffy lại gây sóng gió. Ông nhõi cặc vì con cá làm chỗ ngồi cưng bị hỏng nên là ra tay một hít thẳng mắt con cá trong sự hoảng loạn cực đại của đồng đội. Nói chung là đánh cũng thấm phết nên là thần kinh rất nhanh. Chẳng mấy chốc con cá đã dành cái nhìn âu yếm cho cả bọn và mọi sự đần độn đều phải trả giá. Cả băng mũ rơm được một tour thám hiểm bụng cá không khứ hồi, duy chỉ có cô Lù là thoát được do mém bị rơi xuống nước. Chứng kiến đồng đội ra đi, Lù không thể chấp nhận thực tại nên là đã trèo lên đầu con cá, spam đòn liên tội yêu cầu nó trả tự do cho bạn mình. Nhưng mà mồm có to, loa có bự thì con cá vẫn éo nghe. Bây giờ nó đi chiêu. Trong khi đó tại vị trí của băng mũ rơm thì họ đã đến một nơi rất là ảo ma Canada. Rõ ràng là trong bụng cá nhưng mà lại có mây, có chim, có biển, có đảo, xong rồi có một ông đang ngồi chiêu nữa. Sau một hồi trao đổi ngôn ngữ thì họ biết được ông lão kia tên là Crocus, người canh giữ hải đăng kiêm y tế tại chỗ này. Chỗ này chính là cái resort mà ông ta đầu tư vào để có được không gian riêng tư. Đấy, còn có giấy ký tên này. Thấy mấy nhóc này muốn tìm đường ra thì Crocus chỉ ngay cửa thoát hiểm cho bọn này đi cho nó lẹ. Đột nhiên có một rung cấn mạnh, nguyên nhân là bảy con cá đang không ngừng hút vào Hồng Tuyến. Hành động đó tuy đau đớn nhưng cũng là một liều giảm đau cho nó. Câu chuyện bắt đầu từ 50 năm trước, khi đấy thì Laboon aka con cá voi còn là một thành viên theo tàu của một băng hải tặc từ biển Tây. Nhận thấy hành trình phía trước nguy hiểm, thuyền trưởng đã gửi lại nó cho Crocus chăm sóc, kèm theo lời hứa sẽ trở lại sau 3 năm.
Ngày tạm biệt đồng đội là ngày buồn nhất đời Lá Bùn. Nó vẫn tin vào lời hứa đó mà chờ đợi. Thời gian thấm thoát trôi qua, chú cá voi xinh xinh ngày nào giờ đã to ngang quả núi. Nhưng nó vẫn chưa một lần được gặp lại những đồng đội chí cốt. Crocus cũng hiểu rằng băng hải tặc đó cũng không thể quay lại và cố nói cho Lá Bùn hiểu, nhưng mà nó từ chối nghe. Để có thể gặp lại đồng đội thì Lá Bùn đã không ngừng luyện thiết đầu công vào núi đảo nghịch với niềm tin là có công húc núi thì có ngày núi đổ. Tuy nhiên thì núi vẫn sừng sững mà đầu cá voi thì lại càng ngày nhiều sẹo. Vì lý do đó thì Crocus đã thiết kế lại bên trong con cá để thuận tiện cho việc tiêm thuốc gây mê, ngăn Lá Bùn tự hại mình. Trở lại với diễn biến hiện tại, băng mũ rơm không muốn nấn ná quá lâu nhưng mà sóng dữ quá, tàu không đi ngược chiều được. Đột nhiên có bóng ai đó quen quen vụt qua nơi đây, hóa ra là bố Luffy. Trong lúc kêu gào con cá trả đồng đội thì Lù đã thấy cửa vào. Trong lúc di chuyển thì do chơi ngu không làm chủ tốc độ đã vô tình đâm trúng hai kẻ lạ mặt, dẫn đến màn múa lượn trên không vừa rồi. Crocus sau khi giúp Lá Bùn trấn tĩnh thì đã trở lại phơi trần danh tính của hai đứa kia. Spoil chút về hai đứa này thì nữ là cô Tứ, còn nam thì là cậu Chín. Chúng đến để săn Lá Bùn. Khi đó thì hai kẻ tấn công con cá bằng bazooka. Crocus đã kịp lấy thân mình ra cản, nhưng mà quả thứ hai thì ông hết cứu. Nhưng mà nếu thế thì Luffy cứu bằng cái cốp càng là tội khó ưa. Trên đường rời khỏi bụng cá, Crocus có giới thiệu thêm về mình. Ông từng là thuyền y của một con tàu hải tặc. Tôi sẽ không nói là tàu của Gold Roger đâu. Luffy ngỏ ý muốn mời ông gia nhập, nhưng mà thôi, Crocus thì cũng quá tuổi, ba chìm bảy nổi, bốn lênh đênh rồi, chưa kể là còn có Lá Bùn nên ông không đi được. Sau đó thì ông cũng kể cho băng mũ rơm nghe về chuyện của chú cá. Cả bọn đã rất thương cảm cho đó, nhất là Luffy. Thay vì đứng lên giảng đạo lý cho Lá Bùn hiểu thì khứa mũ rơm lại quyết định xử lý theo cách riêng, bẻ gãy cột buồm tàu Merry, leo một mạch lên chỗ vết thương mới của Lá Bùn rồi đâm vào đó. Quá đau đớn, Lá Bùn húc thẳng xuống mặt đất rồi tấn công Luffy. Mũ rơm cũng không chịu thua, hai bên cứ thế qua lại trao đổi chiêu thức cho đến khi Luffy lên tiếng trận lượt đi coi như hòa, sẽ có trận lượt về. Và cuộc đấu đó sẽ diễn ra khi mà Luffy cùng Homie chinh phục đại hải trình trở về. Thế nên là Lá Bùn nhất định phải đợi đến ngày đó. Nghe được những lời của Luffy thì con cá rưng rưng, vì nó đã có một lý lẽ mới cho sự tồn tại của mình. Để đánh dấu cho cuộc chiến định mệnh thì Luffy đã tự họa một hình đầu lâu trường phái ảo ma lên đầu Lá Bùn, kèm theo cái yêu cầu là không bảo hành nếu mà con cá tự làm hỏng. Trong lúc chuẩn bị hành lý lên đường, Nami phát hiện ra cái la bàn có vấn đề, kim nam châm cứ quay không ngừng nghỉ. Theo lời giải thích của Crocus thì cái la bàn vẫn ok, chỉ là không dùng được ở vùng biển này mà thôi. Do từ trường ở đại hải trình bị nhiễu loạn, la bàn thường sẽ bị mất phương hướng, muốn di chuyển thì thủy thủ phải dùng kim nam châm tự ghi. Lỡ ngớ thế nào mà Luffy lại có cái con hàng đấy. Thực ra là cái thứ này là của đám cô Tứ và cậu Chín bỏ quên trong lúc bỏ trốn. Luffy lại lập đại công cho đến khi cùng với lại Sanji báo, khiến kim nam châm về miền cát bụi. Và sự ngu dốt của cả hai đã đụng trúng máu điên của Hoa Tiêu. Hai chân bé đù được ship hỏa tốc xuống biển cho đỡ đần. Cũng may là Lá Bùn đã kịp thời cứu giúp. Bên cạnh thì còn có cặp bỏ trốn, Hạ Tự Tôn xuống kịch trần. Cô Tứ và cậu Chín cầu xin Nami rủ lòng từ bi, cho họ quá giang đến Whiskey Peak, nhà của mình. Sau một hồi bị Nami quay vòng vòng thì cuối cùng hai kẻ kia đã khiến Luffy cho phép. Dù sao thì họ cũng tiện đường. Trước đó Crocus đã tặng lại kim nam châm của mình cho Nami và dạy cô cách sử dụng nó. Băng mũ rơm tạm biệt Crocus cùng chú cá Lá Bùn để lên đường. Chứng kiến khẩu khí của Luffy khi tuyên bố mình sẽ làm vua hải tặc, Crocus đã bất ngờ. Phải chăng cậu bé này chính là nhân vật mà ông cùng thuyền trưởng Roger đang chờ đợi hay sao? Hành trình đại hải trình thành bại nhờ nhiều vào Hoa Tiêu. Với kinh nghiệm hàng hải của mình, Nami rất tự tin để tàu chạy vô tư, cho đến khi khí hậu ở đây tát cho cô một cái cực tỉnh. Thời tiết của đại hải trình cực kỳ ảo ma, dễ dàng đánh lừa bất cứ tấm chiếu mới nào. Cuộc chiến với điều kiện khắc nghiệt xảy ra liên tục, ai ai cũng phải chạy đôn đáo để đảm bảo an toàn cho con tàu. Thì ông thần Zoro lại trương mõm lên ngáy. Sau khi trải qua 7749 kiếp nạn thì con tàu cuối cùng cũng đi vào ổn định. Người ác thì thường sống thảnh thơi. Zoro sau một giấc ngủ múp mắt thì yêu cầu các khứa khác cần sách cái sự tập trung lên cao hơn, chứ ướn ra mà ngủ như này thì hỏng. Này thì sách mới cả tập trung này. Bỏ qua chuyện ngủ như chết của Zoro thì con tàu đã đến gần về Whiskey Peak, nơi có những cây xương rồng khổng lồ. Thấy đã đến địa bàn, hai thanh niên đi ké xin cáo lui, kèm theo nụ cười cực phản diện. Mà thôi, hơi đâu để ý đám tâm thần. Going Merry đi thẳng vào con sông để tiến vào trong đảo. Trong lúc di chuyển, cả bọn nhận ra mình đã bị bao vây, nhưng mà không phải là để bem nhau, mà là những lời chúc mừng và chào đón của dân đảo. Ngỡ ngàng, ngơ ngác là những gì băng mũ rơm đang cảm thấy. Trần đời chưa thấy đâu lại muốn gặp hải tặc như cái chỗ này. Thị trường ở đây tên là Igaram, aka ông đầu bánh cuộn theo Luffy, đã trực tiếp chào đón băng mũ rơm. Thay mặt cho dân chúng trong thị trấn, ông muốn mời cả băng nhập tiệc overnight. Wow, người ta có tâm thì mình có dạ. Suốt đêm đó, băng mũ rơm và người dân điên cuồng cùng nhau đập phá với đủ các loại thử thách, như là Luffy với dạ dày cao su hạ đo ván ba đầu bếp, Usopp thì hoàn thành 300 câu chuyện hài viễn tưởng, Sanji thì chết chìm trong biển tình với cả chục em sinh tươi, Zoro và Nami thì tham gia chương trình ai là tiên tiểu. Sau khi từng người đã gục trong cơn DCM thì bản chất
của những kẻ điên trên đảo mới lộ diện. Chúng là những thợ săn tiền thưởng tụ họp về đây để cùng nhau kiếm trác trong một tổ chức mang tên là Baroque Works hoặc là Baroque. Cái đầu 30 triệu Belly của Luffy là mục tiêu của chúng. Tuy nhiên thì vải thưa làm sao mà che được mắt thánh. Tưởng Zoro đã gục rồi nhưng mà không, cậu rất tỉnh và đẹp dai khi mà nhìn ra bản chất của đám này từ sớm. Trước đây thì chính Zoro cũng đã được mời gia nhập nhưng mà do không được làm sếp nên là thôi. Với tình hình hiện tại thì Zoro tuyên bố là tao, Zoro đầu tảo, một mình tao, chấp hết. Thế là ngày gáy căng đấy, đám thợ săn tiền thưởng cũng cay nên là chơi hăng drut xăm, quyết định phải giải quyết cho bằng được cái thằng nhõi này. Những cây xương rồng khổng lồ ở đây thì thực chất không phải là cây mà là nghĩa địa với những cái gai bia mộ. Lời đe chưa kịp dứt thì khớ Zoro đã biến mất giữa ánh trăng đêm. Trong lúc đám thợ săn còn bàng hoàng thì Zoro đã xuất hiện ngay giữa chúng lúc nào không hay. Với tư duy của người não khủng, chúng bao vây xung quanh đầu tảo rồi nã lên hoàn, từ đó giúp Zoro giải quyết được kha khá mạng. Kế đó thì chàng kiếm sĩ áp sát tên thị trưởng. Đám thợ săn thấy thế tính nổ súng, Igaram rén ngang vội ra tay trước. Ngay sau đó Zoro lại lẩn đi. Trong lúc đang trò chuyện với kiếm thì Zoro đã bị tập kích, bị dồn vào thế đạn bao vây, nhưng mà thế này cực kỳ hợp để cậu thử những thanh kiếm mới. Đầu tiên là tuyết đầu với những đường kiếm sắc lẹm, tiếp theo là tam đại quỷ triệt chém đá như chém bùn khiến Zoro cũng phải kinh ngạc. Không ngờ là nó hiếu chiến đến thế. Từ phía sau, một cậu bé đến áp sát nhưng bị Zoro dễ dàng hạ gục. Kể cả khi nó dùng thủ đoạn cùng nữ tu thì cũng không quá khó với khớ đầu tảo. Trong lúc chiến sự căng thẳng thì trong phòng của thị trưởng, Nami đang tìm thêm tài nguyên tiền bạc nhưng mà ngó đâu cũng chả có mấy. Tiền trong thì ít nhưng mà máu hăng thì dư. Đám thợ săn vẫn điên cuồng đuổi theo Zoro mà không biết ông cháu này cũng có máu điên, với những cái bẫy khiến đám địch nằm ngày càng nhiều. Cuối cùng thì một tay bặm trợn cũng xuống chiến, đó là cô nhị, một người phụ nữ cao to, hôi hay không thì không biết. Ban đầu Zoro cũng khó khăn phết, thậm chí là còn bị ăn đấm một phát khá thấm, nhưng mà quả trình này thì vẫn còn xanh và non. Trước sức mạnh của Zoro, đám thợ săn tiền thưởng bắt đầu đắn đo về bảng giá truy nã. Chắc là phải có cái sự nhầm lẫn gì đấy chứ, cái tay này phải là thuyền trưởng mới đúng chứ, chứ không phải là thằng cu đang phì phò căng rốn trong nhà. Sau những thất bại thảm hại của thuộc cấp thì đã đến lúc lãnh đạo ra tay. Trong tổ chức Baroque Works, số hiệu trong biệt danh càng thấp thì càng mạnh. Ở đây có ông 8, aka thị trưởng, cộng 9 và cô tứ, chắc chắn sẽ là màn chiến căng đét. Thực ra là với cái màn khoa trương của tên này thì tôi đã nghĩ thế chứ, lúc thực chiến thì cậu 9 thì lộn tới hơi thở cuối cùng, cô tứ thì dùng thân hình với nước hoa quyến rũ. Thì Zoro đã có lúc bị thuyết phục, nhưng mà con vịt của ả này hơi bị đần, hậu quả là cũng thua tan tác. Khó nhằn nhất thì là gã ông 8 này, đặc biệt là cái đạn hoa cải mà hắn sở hữu. Mải nghĩ khiến Zoro không để ý, khiến cho bản thân bị cậu 9 khống chế. Đã thế thì chân bé đù Luffy còn bị làm con tin trong lúc ngủ ly bì. Ông 8 lập tức triển khai nòng súng. Trước tình hình đó, Zoro biến cậu 9 thành con quay, vừa vô hiệu hóa đạn bắn, vừa hỗ trợ để cứu Luffy khỏi bàn tay của thợ săn tiền thưởng. Tên ông 8 thì vẫn tiếp tục spam đạn, nhưng mà trong cái rủi thì vẫn có cái may, tận dụng cái bụng bia của Luffy, Zoro áp sát, một kiếm hạ gục, end game. Nhưng mà vẫn chưa hết drama, một cặp đôi khác của Baroque Works xuất hiện với bí danh là Khớ Năm và Ả Va Lung Tung. Mục đích là đến để xử hai kẻ phản bội trong hàng ngũ tổ chức. Cụ thể thì ông 8 chính là đội trưởng Iagram của đội cận vệ hoàng gia, cô tứ aka cô công chúa Vivi của vương quốc cát Alabasta. Không để địch ra tay trước, Iagram sấy liên tội vào hai kẻ kia để hạ sát, hoặc là ít nhất là tạo cơ hội cho công chúa chạy thoát. Từ trong đống hỗn loạn, một cái thứ gì đó bay đến chỗ Iagram rồi phát nổ, khiến nằm ngục tại chỗ. Bên trên làn khói chưa tan thì Ả Va Lung Tung bay từ trên xuống tấn công Vivi. May là cô nàng né được, không để dính đòn thì căng. Với sức của mình thì công chúa không là ăn được hai tên này. Iagram khuyên cô nên chạy trước vì cô rất quan trọng với Alabasta, nhưng mà Vivi không nỡ, sẵn sàng ở lại quyết chiến dù đối căng thế nào. Thấy đồng đội bị ăn hiếp thì cộng chín cũng đứng ra cản chân hai kẻ kia lại để Vivi có thời gian chạy. Nhào lộn thì cũng gớm đấy, nhưng mà đứng trước rỉ mũi thần công thì cậu 9 cũng thành vô dụng. Bí quá hết cách, Iagram cầu xin Zoro hãy cứu lấy công chúa và đưa người trở về vương quốc Alabasta. Nếu làm được thì chắc chắn vương quốc sẽ trọng thưởng, hoặc là tốt hơn thì làm về công đức. Thì nghe thì cũng hợp tai, nhưng mà nhớ lại việc mới bị dí xém chết thì Zoro nhất quyết không. Đúng lúc đó thì Nami xuất hiện và đưa ra offer 1 tỷ Belly cho chuyến vệ sĩ này. Với một cái ông trên răng dưới cắt tút như Iagram thì lấy đâu ra 1 tỷ mà trả được. Nên là ông chỉ biết đề nghị là hãy ưu tiên cứu công chúa trước, còn giá chết thì điêu sau. Thôi thì cũng được, Nami đồng ý. Đầu tảo cật lực phản đối, tại vì bản thân mắc gì phải dính mấy chuyện tào lao. Nhưng mà Nami bắt thóp được Zoro, bởi vì hắn đã vay 100.000 Belly hồi ở Lock Town, trừ gốc tính lãi xương xương bây giờ là 300.000 Belly rồi. Đối lý trước cái mồm của Nami, dù uất ức lắm nhưng mà Zoro vẫn phải cố nghiến răng mà làm. Trong khi đó thì Khớ Năm và Ả Va Lung Tung đã đuổi kịp Vivi. Cô nhị đã đến và yêu cầu người đồng nghiệp cũ nhanh chóng đến chỗ thuyền. Sau khi thua trước Zoro thì kiểu gì thì bản thân cũng lọt vào danh sách đen của tổ chức, nên là trước khi bị thanh trừng, cô muốn dùng sức mọn để cứu bạn bè. Tuy lòng đau như cắt nhưng
nhưng mà vì việc lớn, Vivi đành phải cắn răng chấp nhận. Với quái lực của mình thì cô nhị đã thành công, chỉ bị hạ trong một hit. Khứa năm thì ăn trái Bomu Bomu no Mi. Từ đó thì hắn trở thành Bomman, bất cứ chỗ nào trên cơ thể đều có thể kích nổ. Trong khi đó thì ả Valong Tung sở hữu trái Kilo Kilo, giúp có thể kiểm soát cân nặng của mình từ 1 đến 10 tấn. Hai kẻ từ lúc hợp tác với nhau thì chưa có lần thất bại nào. Địch thì rất mạnh và Vivi thì không được từ bỏ mạng sống, nhất định phải về nước vì nghĩa vụ với quốc gia. Ngay khi Khứa năm dùng bom rỉ mũi bắn hạ đối phương, Zoro đã kịp thời xuất hiện ứng cứu trong đường tơ kẽ tóc. Tạm rời xa tình hình của Vivi thì ta hãy đến với câu chuyện mà Iagram đang kể cho Nami nghe. Theo những gì ông biết được thì Baroque là một tổ chức tội phạm giấu mặt với các ngành chính là gián điệp, thợ săn tiền thưởng, cướp bóc và ám sát. Điểm đặc biệt là mọi thành viên đều không biết mặt ông chủ. Mục tiêu cuối cùng mà tổ chức này nhắm đến là tạo ra một vương quốc lý tưởng. Kẻ nào tăng ca, làm đúng deadline, đảm bảo kết quả tốt thì sẽ có slot trong bộ máy lãnh đạo vương quốc. Những kẻ có số hiệu càng nhỏ thì càng mạnh. Top 5 server đều sở hữu những sức mạnh đáng sợ, không hề dễ để đối đầu với chúng. Nghe đến đây thì thấy kèo này của Zoro căng phết, vì dù sao thì cậu cũng là sức phàm thôi. Giữa lúc cả hai chuẩn bị lao vào bem nhau thì bỗng đầu đùng đùng xuất hiện, tưởng đến đánh nhau. Bố này đến phang Zoro vì cái tội ăn cháo đá bát, vô ơn bội nghĩa, cụ thể là ra tay với những người đã tiếp nón nồng hậu cả băng. Nói chung là làm thủy thủ của băng cũng ổn, ổn loi lia. Đã thế là còn gia trưởng không thèm nghe ai giải thích, một mực phang đồng đội bằng được. Mỗi đòn Lù tung ra đều có tính sát thương rất cao. Zoro càng cố giải thích thì Lù càng đấm hăng. Tuy là đồng đội nhưng mà cái gì cũng có giới thiệu của nó. Châu bò đánh nhau thì ruồi mỗi chết. Hai thanh niên kia vô tình dính vào trận derby bằng mũ rơm. Khứa năm tính kết liễu Lù luôn bằng thuốc nổ, còn ả Vát Lông Tung thì định lấy thiệt đè người diệt Zoro. Nhưng mà điểm chung của hai đứa này là đều bị hai đứa kia đánh cho bầm dập. Khi lời giải thích đã không hoàn thành nhiệm vụ thì bạo lực lên tiếng. Zoro với form mạnh nhất đại diện cho khổ luyện sẽ đối đầu với Luffy, thiên tài chiến đấu. Cả hai lao vào nhau với chiêu sức mạnh của mình, sức cả hai ngang nhau. Người ra đòn này, kẻ phản lực lại tương đương, kẻ tám lạng người nửa cân. Hai tên Baroque Quốc tính chân ngang cuộc chiến nhưng mà mới thò mặt vào đã bị nhận hai hit chia đều out tại chỗ. Giải quyết xong lũ rùa nhặng thì Zoro với Lù lại bép nhau tiếp, nhưng mà chưa kịp xuất chiêu thì bà trùm đã ra tay. Mỗi đứa nhận một hit nằm im thít, tuy mạnh mẽ từng kiểu khác nhau nhưng mà nằm dưới nắm đấm của Nami thì đều một phép. Một lúc sau đó thì mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa. Ông thần Lù thì tưởng món ăn không hợp khiến Zoro lên cơn khùng nên là mới hành sự kiểu thế. Thôi thì bỏ qua hai nhỡ này, Nami đang tiến hành thỏa thuận 1 tỷ belly cho chuyến ship về quê với nàng công chúa tóc xanh, nhưng mà Vivi từ chối. Ừ thì mạng sống quý thật, nhưng mà vương quốc của cô hiện đang có biến cố, cụ thể là nội chiến. Sở dĩ Vivi phải rời quê tham gia Baroque Quốc là bởi cô muốn điều tra danh tính của kẻ đứng đầu tổ chức này. Hắn là người giật dây cho cuộc nội chiến, và sau thời gian nằm gai nếm mật thì Vivi phát hiện ra rằng thế lực Baroque Quốc đang muốn lợi dụng cuộc cách mạng để thôn tính Alabasta. Cô phải khẩn trương trở về để ngăn cuộc nội chiến lại. Luffy rất là tò mò về kẻ đứng đầu tổ chức này, nhưng mà Vivi nhất quyết không nói ra. Dù sức mạnh của Luffy và Zoro có ghê ra sao thì cũng không ăn được Thất Vũ Hải Crocodile. Những động thái đó của nhóm bạn đã bị hai đối tượng của tổ chức phát hiện. Chúng lập tức bỏ đi báo cho kẻ đứng đầu. Thôi xong, giờ này thì toang luôn. Trong khi Nami còn đang đau khổ thì hai thần đằng thấy thích thú với việc là được va với thú dữ. Thôi thì né cho lành, Nami xin phép quay xe. Dù sao thì địch cũng chưa rõ mặt mình. Cho đến khi biết bản thân đã thuộc tập xác định thì thôi, quả này đúng hết nghị lực sống. Giữa lúc bầu không khí đang một bên hỉ bên bi thì ông Iagram đã đến và đề xuất một kế hoạch. Nếu bạn tò mò động lực nào khiến ông bác mặc bộ đồ này thì bởi ông sẽ lấy thân làm mồi nhử để tạo cơ hội cho băng mũ rơm thoát thân. Tuy nhiên thì Nami không đồng ý. Kèo cọt thì chưa chốt, đã thấy còn nguy hiểm, ôm rơm làm gì cho nặng bụng. Tuy tình hình cực căng thẳng nhưng mà dưới lăng kính của Luffy thì mọi thứ lại quá dễ dàng, chỉ cần đá văng lít cái này là xong. Sau khi trao lại kim nam châm vĩnh cửu đến Alabasta, Vivi phải chào tạm biệt người cận vệ trung thành. Con tàu của ông chú đầu bánh cuộn chưa đi được xa thì đã bị đánh chìm bởi một vụ nổ khủng khiếp ngay trước mắt những người bạn. Không còn thời gian để luyến tiếc nữa, mọi người phải khẩn trương lên tàu trước khi đám người của Baroque Works thực sự đến. Vội thì vội thật nhưng mà Vivi vẫn muốn tìm bằng được chú vịt ngựa của cô. Nhưng mà nó đã ở trên tàu rồi. Con tàu bắt đầu di chuyển, ai cũng hiểu, chứ hai khứa đần mải ngủ thì không. Hai đứa liên tục kêu gào đòi ở lại quá đêm hãng đi, buộc Nami phải ra tay giải thích một cách tuần tự. Trong lúc cả bọn ngỡ đã thoát khỏi sự truy đuổi của Baroque Quốc thì bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt. Theo lời của Vivi thì cô ta chính là quý cô chủ nhật, người trực tiếp đồng hành cùng Crocodile. Chính việc theo dõi cô ả mà Vivi đã tìm ra danh tính của kẻ đứng sau. Đúng hơn thì chính ả đã để Vivi làm chuyện đó. Ngay khi quý cô chủ nhật có động thái dục dịch, bằng mũ rơm sẵn đồ tham chiến và bị chặn lại bằng sức mạnh của cô này, sức mạnh của trái ác quỷ. Quý cô chủ nhật chưa nhận được bất cứ lệnh tiêu diệt nào nên băng mũ rơm có thể yên tâm, mà cô ta thì cũng không cần xuống tay. Điểm đến tiếp theo của băng mũ rơm là đảo Little Garden, một cái cửa ải mà khiến họ hẹo chặt. Thay vào đó thì quý cô chủ nhật đã đưa cho Vivi một kim nam châm vĩnh cửu dẫn một lối đi bí mật đến Alabasta. Giữa lúc Vivi không biết là có nên dùng cái món đồ này hay không thì Luffy đã quyết hộ cô. Tuy bị Nami ship cho một cước vì tội thiếu chất xám nhưng mà Luffy cũng có lý do của riêng mình, cậu không cần đối thủ giúp.
nhất là lộ trình của con tàu này. Thôi, đã có lòng nhưng mà chê thôi, đành chịu vậy. Lộ trình tiếp theo của băng mũ dơm sẽ diễn biến ra sao? Quý cô chủ nhật đến với Luffy với những người bạn với mục đích gì? Thì tất cả sẽ có trong phần recap tiếp theo. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.